Chào em. Hôm nay chúng ta sẽ nói về mẫu xe Volkswagen Dragbus và Volkswagen T1 Dragbus. Thì mẫu Volkswagen Dragbus là mẫu xe màu vàng này, là mẫu xe được yêu thích nhất mọi thời đại của Hot Wheels. Đó. Thì đây là thiết kế original. Thì khởi nguồn của thiết kế này thì đó là mẫu Volkswagen T1 Panel, là một mẫu xe của Đức, là đây là mẫu xe bớt Kombi thịnh hành vào những năm thập niên 60-70. Đây, mình còn mẫu đã crack ra rồi. Với thiết kế này là một thiết kế kinh điển, là nguồn cảm hứng và chất liệu sáng tác cho ở cả phiên bản đời thực lẫn xe đời thực lẫn bản mô hình, rồi làm chất liệu để custom cũng từ phiên bản đời thực cho đến phiên bản mô hình được đều được dùng làm để custom. Thì Volkswagen là thiết kế của Đức, còn Dual Drag là bản sắc văn hóa xe hơi Mỹ. Thì ở đây có sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa xe hơi Mỹ và thiết kế kinh điển của văn hóa xe hơi châu Âu. Thì người ta, nhà thiết kế của họ như là Phil Rilman đã tạo ra mẫu xe Volkswagen Dragbus. Đó. Và đấy, nó đấy. Mình có bản đã crack ở đây. Từ lúc ra đời thì mẫu xe này là mẫu xe nặng nhất mà Hot Wheels từng làm ra. Thì lúc ra bản phát hành đầu tiên, từ những đời đầu của nó thì chẳng hạn nó sẽ là như thế này. Nó sẽ có gầm sắt, dàn máy và ống xả bằng thép và body bằng thép, nó rất là nặng. Nhưng bánh lúc đó là bằng nhựa. Thì về sau thì có những bản phát hành như là Lucky Charm. Lưu ý là con này là có bánh trước bằng cao su, bánh nhưng mà bánh sau bằng nhựa, nhưng mà nó có chữ Goodyear. Rồi Witty cũng như con này. Rồi cái bản này là bản Zippy Loop Exclusive. Rồi có những bản ít gặp hơn như là bản đổi màu khi chiếu đen. Rồi gần đây thì có bản đổi màu, bản này bản phát hành mới là đổi màu khi thả vào nước nóng và nước lạnh. Thì chiếc này mình sẽ xem tổng quát, nghiên nói về thiết kế của nó. Mặt trước thì giống với chiếc original này của châu Âu. Còn khi họ custom thì custom nó phía sau này là đặc trưng của một chiếc xe Durarac, là có ở đây là hai cây dù để nó thấy bung ra khi để thắng xe lại khi về đích. Rồi ống xả custom là cực kỳ to. Về ở thiết kế bản phát hành đầu tiên của chiếc này thì sẽ có gầm sắt, thì chiếc này cũng gầm sắt, gầm kim loại. Rồi phía trong này thì cả dàn máy này và ống xả đều bằng kim loại nên rất là nặng. Nhưng mà như đời chiếc Muna này thì để cắt giảm chi phí thì người ta đã làm cái ống xả này bằng nhựa mạ xi. Dàn máy này cũng bằng nhựa mạ xi. Tao cảm giác là kim loại nhưng mà nó là bằng nhựa nên dẫn đến nó bị nhẹ hơn đáng kể và nó mất giá trị đi.
Thì đây là một điểm làm đáng thất vọng của Hot Wheels. Tức là họ đã làm hạ thấp giá điều của chiếc xe này quá nhiều. Vì trước giờ mỗi lần một bản xe này được phát hành thì nó đều được săn lùng và có giá rất cao nên thị trường mua đi bán lại. Nhưng riêng chiếc này, mặc dù đi với tem Moon Eye, nhiều người thích xe này lắm nhưng mà chán lắm. Ống xả nhựa, dàn máy nhựa. Cái điểm hay ho nhất, một trong những điểm hay ho nhất của mẫu này thì lại bị đổi thành cái dở. Tuy nhiên dù sao thì đây vẫn giữ được cái thiết kế original của nó. Anh em xem là người ta làm gầm rất là thấp, cái ống xả này gần chạm vào mặt sàn nhưng mà vẫn không bị kẹt, bánh vẫn quay mượt mà, thiết kế rất là quá giỏi. Thứ hai là cái hay của nó là khi mình dừng lên thì mặc dù là đấy, mình có thể dừng nó lên mà nó vẫn thăng bằng, nó vẫn chạy được. Mà không, mặc dù rất sát đất, rất thấp nhưng mà không, vẫn không chạm vào sàn, vẫn thăng bằng được và vẫn chạy bình thường. Thiết kế như thế là rất là giỏi. Các hãng khác không thể làm được, chỉ có Hot Wheels mới làm được như thế này. À. Thì tiêu điểm của video ngày hôm nay mình muốn so sánh với mẫu Volkswagen 21 Window Dragbus. Đó là mẫu này. Thì mẫu này là được yêu thích nhất mọi thời đại của Hot Wheels. Thì từ mẫu này, sau đó Fury Man có làm thêm một vài mẫu nữa ăn theo, là cái kiểu như là spin-off. Nhưng mà nó chỉ được yêu thích vừa chứ không được yêu thích đáng ngạc nhiên như mẫu này. Chẳng hạn như là mẫu Custom Wide Body trên ID này. Anh em xem, nó là Custom Wide Body, chander này rộng ra. Nó vẫn giữ được cái mặt trước này đặc trưng của mẫu T1. Và còn fender thì rộng ra, gầm cũng thấp. Đấy, mẫu này cũng hay. Hoặc là Volkswagen Drag Truck. Thì mẫu này thì cái lưng của nó hơi giật dẹt này. Mẫu này cũng được yêu thích nhưng mà không phải là cuồng nhiệt như mẫu original này. Rồi, lại nói về một mẫu nhìn thoạt nhìn qua rất là giống với Dragbus. Đó là mẫu Volkswagen 21 Window Dragbus. Mẫu này lần đầu tiên phát hành thì gọi là 21 Window 21 cửa. Nhưng mà gần đây thì người ta hay ghi là Volkswagen T1 Dragbus. Thì khác nhau giữa Dragbus và T1 Dragbus là như nào? Thoạt nhìn qua thì rất giống nhau. Với những em mới chơi thì cách đơn giản nhất để phân biệt là nhìn vào những cửa sổ của nó. Mẫu original thì là nó chỉ có 4 cửa sổ, 1, 2, 3, 4 là 2 bên và xung quanh thì bít bùng. Còn mẫu T1 Dragbus thì nó rất nhiều cửa sổ. À, anh em nhìn hai bên thân xe, rồi trên nóc xe cũng nhiều cửa sổ. Đấy là cách phân biệt dễ nhất. Còn tên của nó là ban đầu là 21 cửa sổ 21 Window Dragbus, nhưng mà thực tế nó chỉ có 20 thôi. Mình đếm nhé, bên này có 5 cửa sổ, bên này cũng 5 cửa sổ là 10, ở đây 2 nữa là 12, trên này có 8, 1, 2, 3, 4, 8 là 20. Cái cửa sổ 21 đâu? Thực ra nó chính là ở đây, nhưng mà bởi vì vướng cái ống xả này nên là thành ra là chỗ này coi như bít lại và thực tế là nó chỉ có 20 cửa sổ thôi. Thì mẫu này thì nó vẫn là giống với mẫu original ở chỗ là nó có gầm bằng kim loại, rồi ống xả bằng kim loại, dàn máy kim loại. Ban đầu mình tưởng là nó giống y chang như mẫu Dragbus Moon Eye này và mình tính là mình sẽ đổi lấy cái phần thân của Moon Eye lắp vào phần gầm và body máy của T1, nhưng mà hóa ra là nó khác nhau quá nhiều. Anh em có thể so sánh mẫu rồi so sánh
không những là khác nhau ở cửa sổ mà nó khác nhau ở kích thước. Chiếc T1 là nó to, cao hơn hẳn. Rồi bộ mâm bánh của nó thì to và dày hơn, to và dày hơn hẳn. Rồi nhìn về bên trong đi, phía dưới thì nhìn để ống xả của chiếc T1 nó to hơn, cái gì của T1 nó cũng to hơn chiếc Dragbird. Và chiếc Dragbird thì có hai cây dù ở đây, còn T1 thì không thấy. Còn so sánh máy bên trong thì hóa ra là cái khuôn đúc ra cái chiếc T1 là nó là một cái khuôn mới hoàn toàn so với chiếc Dragbird. Và mình đã thử nhét vào nhưng lắp vào nhưng không thể lắp được, tại vì chiếc T1 nó to hơn hẳn, cái gì cũng to hơn. Rồi vậy là mình đã một chi tiết nữa là thiết kế của Original thì cái ống xả nó nằm gần sát với cái mép của body này, còn cái Tony One thì nó bị kênh ra thế này thì nhìn không đẹp bằng. Mẫu này thì nếu như mẫu này thì bất kỳ bản phát hành nào cũng được săn lùng và được yêu thích, còn mẫu này thì nó chỉ là một mẫu bình thường thôi, không phải là mẫu gì đó mà có giá trị lắm, nên là giá trị thị trường nó không cao đâu bất kỳ mẫu nào. Còn mẫu này thì bất kỳ bản nào cũng có giá trị cao và được yêu thích. Thì về cảm nhận cá nhân của mình thì mình đánh giá là chiếc Original thì duyên dáng hơn. Còn chiếc T1 này biến thể của nó thì là bự con hơn, đô con hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua một lượt tất cả những xe đã trình bày trong ngày hôm nay. Đây là thiết kế Original của xe châu Âu, tức là một mẫu combi, xe bớt combi thịnh hành những thập niên 60-70. Và sau đó lại giao thoa với văn hóa xe hơi Mỹ. Thì người ta đã có chiếc Dragbird, và đây là trở thành mẫu xe được yêu thích nhất mọi thời đại của Hot Wheels. Rồi từ đó thì có những, rồi tiếp theo là tức là đổi màu theo khi chiếu đèn pin vào. Đặc điểm của chiếc này là body của nó là bằng nhựa, và cái thân của body của xe không lật được lên như những chiếc Original đó. Và nó cũng không có hai cây dù, nó khác nhau tương đối nhiều. Rồi tiếp theo là các bản spin-off của nó, như là bản wide body. Rồi bản spin-off mà nhiều người lầm tưởng là Dragbird, đó là chiếc T1 Dragbird, tức là chiếc có 21 cửa sổ. Rồi và như vậy là mình đã review xong về Volkswagen Dragbird và Volkswagen 21 Window Dragbird. Hy vọng anh em thích video ngày hôm nay. Nếu anh em có bất cứ câu hỏi nào, vui lòng để lại comment bên dưới.